Mến chào quý khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo về mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, cho nên từ đêm hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cho nên trong chiều và tối ngày hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ sẽ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở tại các vùng trũng và thấp. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cơn bão Mawa lúc 16 giờ chiều nay đang có vị trí ở vào khoảng 8 độ vĩ Bắc, 147 độ kinh Đông. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã nâng cấp độ của bão Mawa lên siêu bão và hướng đi của nó ngày càng lệch nam hơn so với nhận định ban đầu. Hiện tại thì cường độ của bão Mawa mạnh cấp 12 tương đương với 126 km/h, giật cấp 15 tương đương là 180 km/h. Tuy nhiên, theo những nhận định mới nhất, bão Mawa có khả năng sẽ đi vào vùng biển ở gần kinh tuyến 120 độ kinh Đông giữa khu vực Đài Loan và Philippines rồi đổi hướng. Sự xuất hiện của bão Mawa sẽ khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh vào cuối tháng này ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và trên phía Nam Biển Đông. Còn về khả năng hình thành áp thấp ở trên Biển Đông mà chúng tôi đã nói đến ở những bản tin trước, nhiều khả năng gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh trong những ngày tới. Do tác động hút gió từ siêu bão Mawa kết hợp với rìa nam của áp cao sẽ hình thành nên một vùng áp thấp ở trên Biển Đông. Khả năng này lên đến mức từ 70 đến 80%, đó là mức cao. Về dự báo diễn biến của vùng áp thấp này, các trung tâm khí tượng vẫn chưa đưa ra được nhận định cụ thể được. Vì nếu bị áp cao chi phối, nó sẽ đi vào hướng Tây. Nhưng nếu bị cơn bão Mawa chi phối, nó sẽ đi hướng Đông. Còn về khả năng mạnh lên, nếu gió mùa Tây Nam mà mạnh và phát triển lên một độ cao lớn thì khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Còn theo các mô hình dự báo bão cho biết, sau khi cơn bão Mawa đổi hướng đi lệch theo hướng Bắc Đông Bắc, đến khoảng ngày cuối tháng này, ở khu vực Tây Nam của Tây Thái Bình Dương đang bắt đầu hình thành một số thận nhiệt đới, có khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng ngày mùng 5 tháng 6 ở vị trí cơn bão Mawa vừa đi qua. Cùng khoảng thời gian đó, trong khoảng ngày mùng 2 tháng 6, ở trên khu vực phía đông của vùng giữa Biển Đông lại tiếp tục hình thành một vùng áp thấp và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng trong khoảng ngày 5 tháng 6, theo dự báo xa, áp thấp nhiệt đới này có khả năng sẽ mạnh lên thành bão ở ngay trên Biển Đông và có thể trở thành cơn bão số 1. Thưa quý vị, diễn biến thời tiết trong những ngày tới là rất phức tạp và khó lường. Quý vị và các bạn nên chú ý cập nhật mọi thông tin về thời tiết, nhất là bà con ngư dân. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão này và sẽ gửi đến quý vị và bà con chi tiết ở những bản tin sau. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và Trung Bộ. Hiện tại, ngày hôm nay ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ như là Yên Châu của Sơn La 40,9 độ, Mai Châu Hòa Bình 40,4 độ, Bắc Mê Hà Giang 42 độ, Bảo Lạc Cao Bằng 39,8 độ, Hồi Xuân Thanh Hóa 41,8 độ, Tây Hiếu Nghệ An 41 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến ở vào khoảng từ 35 đến 65%. Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới. Trong ngày mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng sẽ kết thúc. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An cho đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến là từ 40 đến 65%. Đến ngày kia, nắng nóng sẽ kết thúc ở các khu vực này. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, thì nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do bị sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Các bạn lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ, thậm chí là còn có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hoặc là đường nhựa. Tiếp theo sẽ là tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung đang gánh chịu đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, trong khi đó các tỉnh thành ở miền Nam đón mưa đầu mùa. Nắng nóng khủng khiếp với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ C, thậm chí một số nơi lên đến 42 đến 43 độ C đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, khoảng một tuần trở lại đây, số trẻ nhỏ được người lớn đưa tới khám điều trị tăng khá nhiều. Trước đợt nắng nóng này, bệnh viện tiếp nhận 2.000 đến 2.500 bệnh nhi một ngày, thì vài ngày qua có hơn 3.000 bệnh nhi một ngày, chủ yếu bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, viêm não, da liễu. Một số bệnh viện khác tại Hà Nội như Bạch Mai, Sanh Pôn, Thanh Nhàn, lượng người lớn, nhất là người cao tuổi, tới khám bệnh cũng tăng cao với các biểu hiện như sốt, viêm phế quản, rối loạn tiền đình, cao huyết áp, tai biến mạch máu não do thời tiết nóng bức gây ra. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nắng nóng gay gắt không chỉ khiến trẻ nhỏ hay mắc các bệnh về đường hô hấp mà còn dễ bị say nắng, có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cha mẹ, thầy cô cần chú ý khi trẻ có các triệu chứng da lạnh, nhợt nhạt, da mồ hôi, hoa mắt, ngất, yếu, mệt. Cần sơ cứu ngay bằng cách đặt trẻ nằm ở nơi mát mẻ, thoáng khí, cho trẻ uống 2-3 ly nước lạnh 15 phút một lần đến khi trẻ thấy tỉnh táo hơn và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, không nên cho trẻ vận động ở cường độ cao và liên tục quá 2 giờ dưới ánh nắng.
Ông cũng đề nghị mọi người nên uống nhiều nước, bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha orezon do mất nhiều mồ hôi. Giữ nhà thông thoáng, mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài cân bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, giúp điều hòa không khí tự nhiên. Bộ Y tế cũng vừa ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Trong đó, người dân lưu ý hạn chế đi ra ngoài trời nắng nóng trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhất là trong thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Cần uống 1,5 đến 2 lít nước một ngày và uống thành nhiều lần trong ngày. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc ngoài trời thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát 15 đến 20 phút. Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc các bệnh viện trong cả nước về phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện. Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo đơn vị khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đột quỵ để sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.